Hôm nay combo món ăn mình làm món cải thìa xào tỏi nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và một chén nước chấm tỏi ớt chua ngọt rất là ngon luôn. Ăn kèm rất là ok luôn nha các bạn. Các bạn vào bếp và cùng thực hiện món cải xào tỏi cùng với combo món ăn nha các bạn. Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh combo món ăn. Thì hôm nay mình sẽ làm món cải thìa xào tỏi nha các bạn. Thì ở đây mình có chuẩn bị tỏi đập dẹp nè các bạn và cải thìa nha các bạn. Thì cải này mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt đôi cái phần cải này ra để mình xào cho nó ngon nha các bạn. Và phần cải thì mình cũng đã cắt đôi ra các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xào cải nha các bạn. Các bạn bật bếp lên và mình sẽ cho dầu ăn vào chảo ha. Sau đó các bạn cho hết phần tỏi vào để mình phi thơm ha. Xào với lửa vừa thôi ha, không cần lửa lớn đâu nha các bạn. Tỏi nó cũng hơi ngã vàng rồi thì mình sẽ cho phần cải vào để mình xào nha. Bạn đảo đều lên cho cải nó chín đều nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây một muỗng hạt nêm nha các bạn. Nửa muỗng đường. Và một muỗng dầu hào nha các bạn. Nếu bạn nào ăn tiêu thì mình bỏ thêm ít tiêu vô cho nó thơm ha. Mình sẽ đảo đều lên cho gia vị nó thấm đều hết cải nha các bạn. Thì cải nó như vậy là được rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha, không có để cải quá bấy nó không có còn ngon nha các bạn. Như vậy là món ăn mình đã nấu xong nè.
thì mình cho món ăn gia vị ha. Và đây món cải mình đã nấu xong nha các bạn. Thì mình có làm kèm theo một chén nước chấm tỏi ớt nha các bạn, chua ngọt. Rất là ngon luôn, ăn kèm với cơm và là rất là ok luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Mời các bạn nha. Cải rất là ngọt và giòn, rất là vừa ăn luôn các bạn. Chấm với nước chấm chua chua ngọt ngọt nữa rất là ngon luôn. Này thì ăn cho mấy bữa ăn gia đình rất là ngon luôn nha các bạn. Chúc các bạn nấu ăn thành công. Và video mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video mình bổ ích, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Tạm biệt.